Hello các bạn đã trở lại vlog Thắng miền Tây. Hôm nay mùng 5 Tết mình cũng đã tới chùa Sam Rong nha các bạn. Chùa Sam Rong rất nổi tiếng, có ông tượng Phật nằm nhập tiết bàn lớn nhất tại Việt Nam. Đây, ở đây cũng có mấy ông sư để chúc phúc đây các bạn, để chỗ để chúc cái xui xẻo được năm cũ qua hết, năm mới trở lại nha. Đây các bạn. Bữa nay mùng 5 Tết cũng quý khách gần xa lại đây rất đông luôn các bạn ạ. Đây khách tham quan du lịch lại cũng rất đông các bạn. Thì bữa mùng 5, mùng 6 Tết này khách lại rất đông để người ta chuẩn bị lên Bình Dương tiếp tục mần nữa các bạn. Làm nữa thành ra người ta lại người ta tham quan cảnh chùa nữa đây các bạn. Sẵn mình ghé vào đây thì mình cho các bạn xem nha. Phật nằm cũng chưa có xong đâu các bạn, sơn cái sơn mạ một lớp trên thôi. Đây các bạn, tượng Phật nằm, tượng Phật nhập tiết bàn lớn nhất Việt Nam cũng mới có sơn một lớp mạ thôi các bạn, còn lớp mạ vàng và hoa văn đều chưa sơn nha các bạn, cũng mới làm mà cũng mới làm cái sân rộng rãi ra thêm để cho khách tham quan du lịch có nơi đậu xe. Đây theo cái hoa văn chỗ dưới Phật nằm thì nghe sư cả nói là làm theo cái truyền thống tại Sóc Trăng này thì có ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, thì những nét hoa hoang quả tiết trên dưới chỗ tượng Phật nhập tiết bàn này thì có hòa hợp hòa nguyện cùng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Thì theo vị sư cả nói cho mình biết gì đó các bạn, thì chưa có làm xong nha các bạn, chưa có làm xong. Đấy, bữa nay mình lại đề view cho các bạn xem một lần nữa. Thì những cái video trước mình cũng có giới thiệu với các bạn rồi, mình cũng có đã từng lên trên qua địa view gần nhất cho các bạn có thể nắm bắt tình hình ở đây. Thì bữa nay mình sẵn vô đây thì mùng 5 Tết thì mình giới thiệu cho bạn đôi nét sơ qua thôi để cho các bạn nắm bắt về chùa Sam Rong, điểm du lịch lý tưởng cho quý khách gần xa nha các bạn. Đây ngài đang nhập tiết bàn nha các bạn. Thì mình lại đây thì cũng rất nhiều lần rồi. Thành ra mình bữa nay mùng 5 Tết mình chỉ sơ lược cho các bạn tìm hiểu và nắm bắt tượng Phật. Quý khách ở xa không được lợi thì cho các quý khách cho biết là tượng Phật tới mần tới tiến độ nào rồi thì cho quý khách dễ nắm bắt hơn. Thì bữa nay mình lại đây, đây các bạn. Đó, nhìn xa xa cảnh chùa rất đẹp các bạn, rất nổi bật về kiến trúc độc đáo của Phật giáo Nam Tông nha các bạn. Phật giáo Nam Tông theo cái như hoa hoang về đây mình thấy như là cũng như Thái Lan nha các bạn. Thì mình review lên cho các bạn xem, ở trên đỉnh tháp có một vị Phật nha. Đây có một vị Phật Thích Ca ở trên đỉnh tháp nha các bạn. Thì các bạn lợi thì các bạn lo nhìn ở dưới, không có để ý ở trên thì không có nhìn thấy được. Thì bữa nay mình lại review cho các bạn xem và nắm bắt thêm phong cảnh ở đây. Đây điểm rất lợi rất đông luôn các bạn bữa nay. Đây trước mặt các bạn là lò quả tán nha.
tí nữa mình vào bên trong cho các bạn xem hòn đá nổi nơi đây nha các bạn. Thì nhằm nhiều khi khách du lịch lại cũng không có biết rõ là có hòn đá nổi ở trong chùa này, tí nữa sẽ mình review ở bên trong cho các bạn xem cái hòn đá nổi như thế nào. Thì cho các bạn xem, thì có nhiều bạn thắc mắc là tại sao ở chùa này đặt tên chùa Sam Rong. Thì mình nói luôn là tại hồi xưa có một cây, ở trong chùa có trồng một cây Sam Rong nha các bạn. Thì Sam Rong ở đó mình cũng không có tìm hiểu, không biết trồng ở đâu nữa các bạn. Thì có trong chùa có trồng một cây Sam Rong, thì người ta đặt tên ngôi chùa đó là chùa Sam Rong, là ngày xưa tới bây giờ luôn. Đó là sự tích chùa Sam Rong như vậy. Thì mình biết sao mình sẽ review và cho các bạn tìm hiểu nắm bắt thêm. Đây bữa nay khách tham quan du lịch lại rất đông luôn các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi mình tại sao mà có tên chùa Sam Rong, thì mình biết như vậy thì mình nói như vậy nha các bạn. Hiện tại là cây Sam Rong đó không biết còn hay mất, mình cũng không có biết được nha các bạn. Thì còn hay không còn vậy đó, thì mình sự tích là chùa Sam Rong như vậy. Mình tiến lại cái tháp mà thường thường tuổi trẻ ưa chụp hình nơi đó, thì rồi khách du lịch còn đang vô đó các bạn. Thì cho các bạn biết thêm về chùa Sam Rong. Đó, ở trước đó là có một cái tháp, thường thường tuổi trẻ ưa chụp hình đó là trên mạng đầy đó các bạn. Đó là cái tháp để xây về bốn hướng đông tây nam bắc đều có một vị, nhiều vị phước thích ra xây về hướng đó nha các bạn. Đông tây nam bắc đều có. Đây là cái trụ để cho cốt của vị hòa thượng quá cố, các vị xuất sắc trong chùa rồi đó các bạn. Đây là một biểu tượng rất đẹp của đồng bào Khmer. Đây là nơi điểm lý tưởng, đây cái lối vào các bạn. Mình sẽ đi bốn hướng để cho các bạn nắm bắt và tìm hiểu thêm cái nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer ở tại Sóc Trăng, Trăng quê mình nha các bạn. Chỗ nào nổi tiếng và linh thiêng thì mình sẽ đi đến để cho các bạn nắm bắt và tìm hiểu thêm. Đây các bạn ơi, khách tham quan rất đông luôn các bạn. Thì mình bữa nay mình lại đây cũng mình sơ lược cho các bạn xem thôi. Bởi vì mấy clip trước mình cũng có giới thiệu với các bạn rồi đó. Thì bữa nay mình coi tiếng trúc hoa văn nơi đây và nơi điểm du lịch và nơi chụp hình đông nhất của chùa Sam Rong là vậy. Sẽ đi vòng vòng nha các bạn. Cái tháp này gồm có bốn cửa, đông tây nam bắc đều có những vị Phật Thích Ca ngự trên nha các bạn. Tí nữa mình sẽ vô chỗ hòn đá nổi cho các bạn tham khảo thôi, chứ mình có clip trước mình có review cho các bạn xem đó. Thì tí nữa mình sẽ vào bên trong để cho các bạn tìm hiểu và nắm bắt thêm. Đây ngôi chánh điện cũng cũ rồi các bạn. Trước mặt các bạn đó là ngôi chánh điện nha.
rất đẹp các bạn. Lý tưởng dành cho quý khách gần xa lại đây chụp hình làm lưu niệm, rất lý tưởng. Cho các bạn xem nè, bữa nay khách quá đông luôn các bạn, mới có mùng 5 Tết thôi. Anh em lại tham quan rất đông luôn các bạn. Đó, mấy người ở thành phố rồi cũng có xuống chụp hình quay phim rồi các bạn. Đây, trong đây có cái hòn đá nổi thỉnh từ Campuchia về nha các bạn. Thì mấy cái clip trước thì mình cũng có giới thiệu cho các bạn rồi, thì mình không có còn để nữa các bạn. Đây là cái hòn đá nổi nha, hòn đá nổi gốc từ Campuchia về nha các bạn. Đúng rồi, thả xuống là nổi lên. Đâu có đâu, cái hòn đá này là ông sư cả thỉnh từ Campuchia về nè. Đây, vào lúc 12:45 ngày 17/1/2018, nặng 4,2 kg. Đây là hòn đá này nổi nha các bạn. Thì nhiều cái quý khách lại cũng không có để ý được, thì mình bữa nay mình review bị gì có đợt trước mình có. Đúng rồi con, cô bỏ vô, lấy bỏ vô nước là nổi đó. Vậy đó hả? Đây cô thử coi, cô thử bỏ vô coi, rồi cô nhận xuống cũng nổi nữa. À, cô nhận xuống coi. Ừ, nó cũng nổi luôn. Nổi ha. Nổi rồi con. Nổi nè. Rồi rồi, con coi cái nè. Đây là đó nổi cô để xuống các bạn. Nè cô ở đâu lại mà cô không biết gì con? Tôi ở Kiên Giang. À, cô ở Kiên Giang lại cũng có nhiều cách du lịch cũng không biết đâu con. Ở đây thì có hòn hai hòn lại. Cái này hai hòn hai bên các bạn thì con. Tôi mới đi.